Tiếp nối một ý kiến có đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê ván của tác giả Nguyễn Dọn Đôn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 12 về việc ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự dám đưa các đàn em tham nhũng ra tòa hay không? Mời quý vị cùng chia sẻ. Bọn phản động Khi đọc bài thơ của Trần Ngọc Tuấn đang định cư bên tiệm viết về tầng lớp quan chức ở Việt Nam đăng trên Facebook của ông đã làm cho nhiều người cảm thấy rất bức xúc. Tôi nghĩ rằng ông tổng ông Tổng mà không đưa ra bọn ảnh hưởng gì đây, ra tòa xét xử nghiêm minh để trừng trị thì ông đã xem mắt tội đông lõa với cả phản dân hai nước. Ông không còn xứng đáng là một luật vân tiên, mang huy hiệu đảng và hơn nữa còn là trung của đảng. Một người đã từ bật đàn xanh cho kẻ dưới quyền mang 3.000 quân, đang đêm đi giết một cụ đảng viên Lê Đình Kinh, đã giả con quay một cách mang rợ. Gần đây là đồng ý cho tòa xử luật bỏ túi bác Phạm Đoan Trang là người yêu nước vì tội chống đảng, đảng là số ít và người tù 9 năm. Câu hỏi đặt ra là với ông là thế thì tại sao ông lại không tống tù hàng chục năm cho bọn chống đại nhân dân? Nhân dân là số nhiều, cũng vào tù như Phạm Đan Trang. Phải chăng những người chống đảng, thương dân là tội nặng, còn chống lại nhân dân, chống lại dân tộc là chỉ xử cho chiếu lệ mà thôi? Dưới đây là bài thơ của ông Trần Ngọc Tuấn. bọn phản động là đây chứ đâu ở không ở đâu xa. Chú hút máu của dân biến dân thành món hàng kinh doanh lợi nhuận. Giật ngược tóc có triệu con người thọc qua vào ngoáy mũi qua test của tàu mang nhãn dáng Việt Nam. Dự án nghìn tỷ với chúng như bạc lẻ, bao đứa bé mồ côi trong đại dịch này, trên bàn tiệc chúng nâng ly toàn máu và nước mắt, mồm nhòm nhòm, nhòm nhai xương thịt nhân dân. Chúng rước giặc vào từ ải Bắc tới Cà Mau, giặc mai phục trên từng long mạch Việt. Cái máy chém các linh Hà Đông trao trên đầu Hà Nội, dòng cửu long bị cục chính đầu rồng, Sư thần Kim Quy nhắc giặt sau lưng, giờ giặt trong nhà, nhung nhúc đầy bốn phía, trong đánh ra bằng tham nhũng, ngoài đánh vào bằng chiếc quỷ mưa ma. Bọn phản động là đây chứ ở đâu xa, chúng gọi nhau bằng hai từ đồng chí, chúng tự nhận mình là đầy tớ, nghe mà thó lợ, thông thả lóc xương thịt nhân dân bằng những mỹ từ.